Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng phát triển, dân cư đông đúc, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng trở nên cấp thiết. Đó là lý do cho sự ra đời và là sứ mạng của Bệnh viện Đa khoa Phương Đông. Tọa lạc tại Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông nằm trong một khuôn viên rộng gần 10 hectare, là khởi đầu cho một khu y tế phức hợp tư nhân hàng đầu tại Việt Nam. Bệnh viện được xây dựng từ khát vọng trở thành nơi cộng hưởng của tinh hoa y học phương Tây và nền văn hóa nhân bản phương Đông trong dịch vụ chăm sóc và khám chữa bệnh. Bệnh viện được dẫn dắt bởi một đội ngũ y bác sĩ là những chuyên gia đầu ngành với nhiều năm kinh nghiệm trong việc chữa trị các bệnh nhân đến từ khắp mọi miền đất nước. Chữa bệnh phải xuất phát từ chữa tâm bệnh, rồi mới chữa thân bệnh. Người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa Phương Đông phải cảm thấy an tâm về trình độ chuyên môn của bác sĩ và cảm thấy thoải mái với sự quan tâm chăm sóc của đội ngũ nhân viên y tế thì việc khám chữa bệnh mới có kết quả tốt. Hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Đội ngũ giáo sư, y bác sĩ là những người đầu ngành. Đội ngũ y tá, nhân viên bệnh viện phải coi bệnh nhân như người nhà, bệnh nhân là trung tâm, phải hiểu được bệnh nhân rồi mới khám chữa bệnh. Tất cả các hệ thống trang thiết bị công nghệ cao của bệnh viện đều được nhập khẩu đồng bộ từ các quốc gia hàng đầu tại châu Âu. Từ máy CT scan chụp hình các lớp hiện đại giúp chuẩn đoán chính xác và chữa bệnh hiệu quả, cho đến các hệ thống phòng phẫu thuật vô trùng giúp tạo điều kiện hoàn hảo cho những ca phẫu thuật chính xác và êm ái nhất. Khoa ngoại và khoa chấn thương chỉnh hình là nơi áp dụng công nghệ kỹ thuật ít xâm lấn, có nghĩa là với một cái đường mổ rất nhỏ nhưng mà có thể áp dụng những cái kỹ thuật tinh vi hiện đại, bảo đảm thành công một cách cao nhất. Khoa sản với đội ngũ đầy kinh nghiệm, trang bị tối tân, bảo đảm chăm sóc sản phụ cũng như là trẻ sơ sinh một cách hoàn hảo. Tôi tin rằng với sự kết hợp của chuyên môn của các bác sĩ giàu kinh nghiệm cũng như được trang thiết bị hệ thống hiện đại sẽ mang lại được hiệu quả điều trị, bảo đảm rút ngắn thời gian điều trị cũng như là chẩn đoán cho bệnh nhân và đạt kết quả điều trị cao nhất. Nâng niu từng sự sống, hạnh phúc ra đơn chỉ vậy. Phương châm của đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông luôn lấy tinh thần chăm sóc và phục vụ tốt nhất cho bệnh nhân là niềm vui và hạnh phúc cho mỗi thành viên. Bệnh viện Đa khoa Phương Đông sẽ luôn là nơi tin cậy nhất cho việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho bạn và gia đình bạn. Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nâng niu từng sự sống.